Vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công trường Formosa, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục là điểm nóng thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày vừa qua. Khi cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án này, có một thực tế là tai nạn lao động tại công trường xây dựng đang chiếm tỷ lệ cao nhất, nhưng không phải vụ việc gây chết người nào cũng có chế tài để xử phạt nghiêm minh. Trong khi mục tiêu an toàn luôn đứng đầu trong câu khẩu hiệu tại các công trường xây dựng, thì không phải chủ sử dụng lao động nào cũng coi an toàn là trên hết. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng xem những con số đáng giật mình về tỷ lệ các sự cố xảy ra trong lĩnh vực xây dựng. Theo thống kê của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2014 trên toàn quốc đã xảy ra 6.709 vụ tai nạn lao động, khiến 6.941 người bị nạn, trong đó có 630 người chết. Riêng lĩnh vực xây dựng chiếm 33,1% tổng số vụ tai nạn và 33,9% tổng số người chết. Nghĩa là mỗi ngày có tới 6 vụ tai nạn lao động trong hoạt động xây dựng và cứ 2 ngày lại có một người chết tại các công trường vì các nguyên nhân như ngã từ trên cao, vướng dây điện, sập đổ thiết bị trên công trình. Theo số liệu mới nhất trong những tháng đầu năm 2015 thì cả nước đã xảy ra 33 vụ tai nạn trong lĩnh vực xây dựng, chiếm tới 57% tổng số vụ tai nạn lao động. Mới đây nhất và nghiêm trọng nhất là vụ sập giàn giáo tại Hà Tĩnh khiến 13 người thiệt mạng. Một trong những nguyên nhân chính của thực trạng này là các chủ đầu tư và nhà thầu chưa quan tâm tới công tác an toàn.